Hai chân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Chân Miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay để tiếp tục mình chia sẻ cái clip là mình sẽ sơn cái trần giật cấp này, giật cấp thùng nha cô chú anh chị. Mình để tạo một cái xà trần nhân mây cái khu vực này đó. Thì trong một cái phòng khách như vậy là nó chiều ngang là nó 6m, chiều dài nó cũng 6m luôn nha. Thì nói chung là nó vuông hết. Thì trên này là mình chát bột rồi mình sơn một nước lót rồi. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái nền xanh để mình tạo một cái nhân mây nha. Thì giờ mình sẽ quay chia sẻ để cho chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào. Mình bắn cái dân mây màu xanh lên đó là mình không có quay được nha cô chú, tại vì nó sẽ vô cái camera mình không thấy rõ được. Rồi một lát mình bắn xong một cái nền này rồi mình sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi cái này là mình đã lên cái nền màu xanh nha cô chú anh chị đó. Cái nền màu xanh thì một lát nữa mình sẽ tạo mây nha. Thì tạo cái mây này là mình dùng một cái miếng giấy như vậy, mình sẽ cắt rồi mình tạo mây lên nha. Đây là dùng sơn trắng nha cô chú. Giờ mình sẽ tạo mây lên rồi xong mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem tiếp nha.